Xin kính chào quý vị và tất cả bạn, chúng ta đang quay trở lại với kênh của đội ngũ Happy Car. Kính thưa quý anh chị, vào cuối tháng 11 này thì Hyundai sẽ có rất nhiều các chương trình khuyến mãi ưu đãi dành cho tất cả các quý anh chị. Và trong clip ngày hôm nay thì em sẽ cập nhật cho mọi người chiếc xe Grand i10 phiên bản hatchback, xem chúng ta ở cuối tháng 11 này chúng ta có những chương trình khuyến mãi như thế nào. Và thông tin thì vào cuối tháng này và đầu tháng sau, tháng 12 năm 2021, thì chúng ta sẽ có những cái chương trình của nhà nước giảm 50% thuế trước bạ, thì em cũng sẽ cập nhật cho mọi người giá lăn bánh ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh như thế nào. Và trước khi clip bắt đầu thì mọi người đừng quên rằng ấn giúp em nút đăng ký kênh của đội ngũ Happy Car và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một video nào mọi người nha. Và đầu tiên thì em sẽ cập nhật cho mọi người trước, đó chính là phiên bản Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2, phiên bản AT. Ở thời điểm tại chúng ta có mức giá bán đó chính là 435 triệu đồng giá niêm yết, và sau khi mà trừ khuyến mãi xong thì chiếc xe này chỉ còn là 415 triệu mà thôi. Với phiên bản 415 triệu này thì ngoài ra chúng ta sẽ còn được tặng thêm một số các phụ kiện khác đi kèm. Thì cụ thể như thế nào thì mọi người vui lòng gọi điện vào hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình, hoặc kết bạn Zalo để bên em có thể gửi cho mọi người. Ngoài màu trắng như mọi người nhìn trên đây thì chúng ta còn có màu đỏ, màu bạc và màu vàng cát. Thì hầu hết thì em thấy rằng cả quý vị các bạn thường hay chọn đó chính là màu đỏ và màu trắng thì nhiều hơn. Để lăn bánh được đối với những quý khách hàng chúng ta đang ở Hà Nội thì tổng cộng giá trị lăn bánh của chúng ta sẽ là 465 triệu đồng. Thì bao gồm thuế 6%, tiền biển 20 triệu, phí đăng kiểm, phí sử dụng bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc. Còn ở tỉnh thì sẽ là 445 triệu đồng, do là tiền thuế chỉ là 5% mà thôi. Tiền phí đăng kiểm, phí sử dụng bộ, còn tiền biển thì rơi khoảng từ 500 cho đến 1 triệu. Và em xin được nhắc lại là ở Hà Nội sẽ là 465 triệu, còn ở tỉnh sẽ là 445 triệu đồng. Với phiên bản Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2 AT là phiên bản duy nhất, thì nếu mà quý vị anh bạn mà đang có nhu cầu định vay trả góp thì mọi người chuẩn bị giúp em là 20% thuế, 20% tiền giá trị chiếc xe, thì bên em cho vay 80%, thì nghĩa là mọi người chỉ cần chuẩn bị giúp em là 80 triệu. Ngoài ra thì mọi người cộng thêm tiền thuế phí nữa thì rơi vào khoảng thêm là 40 triệu. Tất nhiên không đến mức đó, thì cứ khoảng tầm là 115 triệu đồng quay đầu là mọi người đã có thể vay được rồi. Tiếp theo em xin được cập nhật với phiên bản MT. Phiên bản MT này thì dành cho những quý khách hàng chúng ta kết hợp giữa kinh doanh và đi gia đình, cũng rất là hợp lý. Mọi người tiết kiệm được chi phí rơi vào khoảng là 30 triệu đồng là 405 triệu theo giá niêm yết. Tuy nhiên thì ở điểm hiện tại thì sau khi mà trừ hết tất cả các chương trình khuyến mãi của nhà máy, của đại lý, thì bây giờ chỉ còn là 374 triệu đồng mà thôi. Rất hợp lý đúng không ạ? Và ngoài ra thì mà để lăn bánh được đối với những quý khách hàng chúng ta đang ở Hà Nội thì sẽ là 423 triệu đồng, thì bao gồm là chúng ta đã được giảm là 50% thuế rồi cả nhà nha, nghĩa là còn 6% thôi. Còn ở tỉnh thì sẽ là 402 triệu đồng cả nhà nha, nếu mà quý anh chị thuế sẽ là 5%. Với phiên bản MT này thì có rất là nhiều cái sự lựa chọn dành cho các quý anh chị. Với phiên bản màu trắng, đỏ, bạc và vàng cát giao ngay cho anh chị. Với phiên bản MT thì mọi người chuẩn bị giúp em là 105 triệu là chúng ta đã sở hữu chiếc xe này rồi. Hiện tại thì đại lý đang có chương trình vay đó chính là 6,99% áp dụng trong vòng 1 năm. Ngoài ra thì mọi người có thể trả trước và tất toán bất kỳ lúc nào cũng được. Và phiên bản cuối cùng đó chính là phiên bản Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2 phiên bản Base. Nói thật dưới quý anh chị rằng phiên bản Base này chỉ dành cho đi kinh doanh thôi, vì hầu hết tất cả những cái option đã bị cắt đi cũng khá là nhiều. Từ túi khí, ghế da, điều hòa, đầu DVD, không còn có quá nhiều những trang thiết bị chúng ta giải trí đâu, và chủ yếu là để chúng ta di chuyển để kinh doanh mà thôi. Thì phiên bản này ở thời điểm tại chúng đang có mức giá bán sau khi mà trừ khuyến mãi là 330 triệu đồng, nghĩa là so với giá niêm yết đã giảm 30 triệu đồng. Và để lăn bánh được ở Hà Nội sẽ là 377 triệu đồng, và ở tỉnh sẽ là 356 triệu nếu mà quý anh chị chúng ta đang có nhu cầu đặt hàng. Chia sẻ với anh chị một chút, nếu mà anh chị gần như là những quý khách hàng mà quyết thấy được rằng là khi mà sở hữu chiếc xe phiên bản MT, phiên bản Base hầu hết là vay, vì vậy anh chị chuẩn bị giúp em là 73 triệu tiền xe, và cộng thêm các tiền thuế phí nữa thì mọi người chuẩn bị cho em là 96 triệu đồng
là chúng ta đã sở hữu chiếc xe này rồi, 96 triệu đồng cả nhà nha. Là chúng ta đã sở hữu được chiếc xe nguyên bản Hyundai Grand i10 phiên bản MT phiên bản Base dành cho quý anh chị mà chúng ta dự định kinh doanh. Và cuối cùng thì em xin được nhắc lại một lần nữa với các phiên bản. Phiên bản Grand i10 phiên bản 1.2 AT đang có mức giá bán là 435 triệu đồng. Phiên bản 1.2 MT 405 và phiên bản Base thì đang có 360. Tuy nhiên ở thời điểm tại sau khi mà trừ khuyến mãi thì phiên bản 1.2 AT phiên bản khuyến mãi là 415 triệu, phiên bản 1.2 MT là 374 triệu và phiên bản cuối cùng phiên bản MT phiên bản Base có mức giá khuyến mãi là 333 triệu đồng. Và đó là những thông tin chi tiết mà muốn chia sẻ dành cho các quý anh chị. Và nếu mọi người đang có nhu cầu đặt hàng thì mọi người vui lòng gọi điện vào hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình để được nhận báo giá khuyến mãi tốt nhất. Về thông số kỹ thuật của các chiếc xe thì Quyết sẽ nói những cái thông số về option và những phiên bản MT hay AT hay phiên bản tiêu chuẩn chúng ta có. Thứ nhất là xe chúng ta sẽ có là phiên bản 1.2 rồi, AT là 4 cấp và MT là 5 cấp. Chúng ta dẫn động cầu trước, phanh trước là phanh tăng đĩa, còn phanh sau là phanh tăng trống, hệ thống treo là MacPherson. Vành của chiếc xe phiên bản Base là 14 inch, còn phiên hai phiên bản còn lại sẽ là 15 inch. Với phanh vành la răng ấy, của hai phiên bản cao cấp thì sẽ là vành hợp kim cả nhà nha, bóng đèn halogen, đèn led ban ngày cho hai phiên bản cao cấp nhất. Cũng tương tự như vậy là bóng đèn halogen projector, gương chiếu hậu chỉnh điện tự động bóng báo rẽ, sấy kính sau, tay nắm cửa mạ chrome cho hai phiên bản cao cấp nhất. Anten dạng dây, vô lăng điều chỉnh hai hướng cho cả ba phiên bản. Còn đối với vô lăng bọc da này, chất liệu ghế da nội thất đỏ đen, ghế lái chỉnh cơ 6 hướng thì dành cho phiên bản cao cấp nhất. Ngoài ra chúng ta sẽ có cửa sổ chỉnh điện chạm và một số vị trí chạm một chạm ở trên kính thì sẽ có trên hai phiên bản MT và phiên bản AT. Điều hòa sẽ là chỉnh cơ. Chúng ta sẽ có màn hình hiển thị đo thông tin 5,3 inch cho hai phiên bản cao cấp nhất. Số loa là 4. Ngoài ra thì toàn bộ các hệ thống về an ninh và cũng như là điều khiển về giải trí thì chỉ có trên hai phiên bản cao cấp nhất thôi. Ví dụ như cụm điều khiển media này, cửa gió có sạc USB cho hàng ghế thứ hai, điều khiển hành trình cruise control, camera lùi, kiểm biến áp suất lốp, chống bọt cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khả năng dốc HAC, chìa khóa thông minh, chống trộm và số túi khí là 2 dành cho hai phiên bản cao cấp nhất và một phiên bản một túi khí cho phiên bản thấp hơn. Đó là những thông tin mà Quyết muốn chia sẻ dành cho các quý anh chị và cũng như giá bán và khuyến mãi. Nếu quý anh chị chúng ta đang có nhu cầu đặt hàng thì mọi người vui lòng gọi điện vào hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình để được nhận báo giá mới nhất của bên em. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Gọi điện vào hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất.